về phải xóa video, đơn kiện các thứ. Mày biết là mày với thằng kia nó chơi với nhau lâu rồi đấy. Cái được. Gì nó tin tưởng mày thì tao mới nhờ mày, hiểu không? Tao biết mà bây giờ tao không thiếu mày, hiểu không? Tao đảm bảo mày rằng là mày sẽ được thưởng thêm, hiểu không? Mày yên tâm đi. Cái vấn đề về chuyện kia ấy, mày cứ để tao giải quyết. Mày cứ mang tiền theo đây. Còn nếu mà không xóa thì kiểm tra đi. Mày có chịu đấy mày. Kiểm tra đi. Trông cái chí phết đi nhỉ. Mày ra đây làm gì mà để thằng này nó đưa tiền mày để mua chuộc máy này? Mày cứ bình tĩnh nào. Nó ra đây giả tiền tao sao? Giả tiền gì? Giả tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu mà mày bảo là mày nhờ nó về mà xóa video của tao á? Thôi mày bình tĩnh nào. Tao hỏi mày nghe thấy từ đầu chưa? Tao đứng đây tao nghe thấy hết rồi. Anh Hiểu. Tao nghe thấy hết rồi đấy. Sao anh cứ bênh nó? Sao mày bây giờ mà cứ bênh nó? Sao mày ngu thế? Đây này, tiền đây này, tao nói thật đi. Gì đấy? Ôi cái gì đấy? Bùa. Anh ơi. Gì đấy? Bùa. Gì đây? Gì bùa. Bùa đây này. Ui giời, nó mua. Anh ơi, anh. Ui thế hôm nay hẹn tao ra để trả tiền đúng không? Cũng đầy đủ tiền. Liệu đủ không ơi? Cũng không thiếu. Tiền tao chuẩn bị sẵn đây rồi. Tôi cũng ra nhưng gì hết nhỉ? Đây. Nhưng mà câu chuyện hôm qua tao nói mày ấy. Từ đã. Hôm qua câu chuyện tao nói mày ấy. Như thế nào rồi? Liệu mày có... Này. Liệu mày có làm được hay không? Cái này mày cứ yên tâm đi. Bây giờ mày cứ đưa tiền cho tao. Thì tao sẽ bảo Kiên xóa hết video cho mày. Nói chung là cả cái đơn kiện nữa tao sẽ bảo Kiên rút lui. Tại vì bây giờ ấy, kia nó rất là tin tưởng tao. Bây giờ tao chỉ cần bảo nó một câu là nó sẽ làm theo anh. Ngày cứ về bảo Kiên thế đi. Này. Quay trả tiền. Về phải xóa video, đơn kiện các thứ. Mày biết là mày với thằng Kiên chơi với nhau lâu rồi đấy. Cái gì nó tin tưởng mày thì tao mới nhờ mày, hiểu không? Thì tao biết mà bây giờ tao không thiếu mày, hiểu không? Này, tao bảo mày này, cứ như câu chuyện hôm qua tao đã nói chuyện mày rồi đấy. Hôm qua tao mày nói chuyện đấy, câu chuyện nó như thế. Video của tao, đơn kiện các thứ, mày phải làm cho ổn thỏa hết. Tao đảm bảo mày rằng là mày sẽ được thưởng thêm. Mày hiểu không? Mày yên tâm đi. Cái vấn đề về chuyện kia ấy, mày cứ để tao giải quyết. Còn bây giờ mang tiền thôi. Thì mày về cứ xóa đi rồi là có thêm nữa. Bây giờ cứ yên tâm, bây giờ như mày đã bảo là giờ tao làm tốt là chúng mày sẽ thưởng tiền tao đúng không? Đúng rồi. Ôi, chuyện này đơn giản thôi. Mày làm tốt mày sẽ được thêm 10 triệu nữa. Đấy thì hy vọng là tao và mày hợp tác vui vẻ và mày sẽ giữ lời hứa. Ok. Bây giờ ấy, nói chung là mày cứ mang tiền theo đây. Còn nếu mà không xóa kiểm thì ra đi. Mày có chịu đấy mày. Kiểm tra đi. Trông cái chí phết nhỉ. Ôi được rồi. Bây giờ ấy, cái tiền này bây giờ tao cầm. Làm cho tốt công việc. Đừng bây giờ lật mặt như bánh tráng nha. Mày yên tâm đi. Đừng có bây nhận tiền ấy. Xong, đừng có nhận tiền xong là kêu không có làm các thứ rồi. Bây giờ mày, bọn mày đã tin tưởng tao thế rồi, đương nhiên là tao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn bây giờ bọn mày ăn năn hối cải rồi ấy. Bây giờ tao cũng... Chớp! Anh làm gì đây đấy? Anh làm gì đây đấy? Mày ra đây làm gì? Thằng ai mày rủ em đi đâu? Mày bình tĩnh nào? Mày bỏ đi đâu đây? À. Mày... Mày ra đây làm gì mà để thằng ai nó đưa tiền mày để mua chuộc máy này? Mày bình tĩnh nào? Nó ra đây trả tiền tao sao? Trả tiền gì? Trả tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu mà mày bảo là mày nhờ nó về mà xóa video của tao á? Thôi mày bình tĩnh nào? Tao hỏi mày nghe thấy từ đầu chưa? Tao đứng đây tao nghe thấy hết rồi. Anh Hiểu. Tao nghe thấy hết rồi đấy. Sao anh cứ bênh nó? Sao mày bây giờ mà cứ bênh nó? Thôi bây giờ mày xóa video nó đi. Xóa gì? Không xóa đâu. Mày bị lỗi rồi, bị điên à? Mày bỏ ngay cái tay ra. Tao không ngờ mày sống với tao lâu như thế mày. Mày về mày hỏi lại nó xem tao đã trả đủ tiền hay chưa. Tao nghe chúng mày nói hết rồi đấy. Chúng mày còn định dùng tiền để chúng mày mua chuộc nó á? Mua chuộc đâu, mua chuộc anh lại tiền. Bây giờ lại xóa video. Sao anh nhận tiền của nó? Sao mày nhận tiền của nó để mày xóa video? Tao mượn mày thế à? Mày sống với tao mày thế à? Bây giờ nó biết lỗi rồi, bây giờ mình xóa video. Không, bây giờ cho theo nó đi đâu. Tao nói thật mày đừng tin vào bộ mặt của chúng nó giả tạo thôi. Ngu lắm. Anh ngu ấy. Tao đã làm hóa chúng mày rồi. Chúng mày bảo tao chỉ cần trả tiền chúng mày là chúng mày xóa video. Anh Hiểu ơi, anh mau trả tiền nó đi. Mày trả tiền nó ngay, đừng mà mù quáng thế. Tao nói thật mày này, đồng tiền thì nó giả thật đi. Nhưng mà cái tư cách và cách sống của nó ấy nó không bằng một đâu. Nên là tốt nhất là bây giờ nó trả tiền rồi, bây giờ mình sẽ trả nó. Mình rút ra anh trả luôn đi.
mày nhận tiền của nó ấy, bây giờ xem bộ mặt của nó này, bây giờ nó đểu cảng thôi, nó giả vờ thôi. Tao lợi dụng mày đấy. Tao thấy bây giờ nó cũng ăn năn hối cải. Không ngồi đâu, không trả đâu, đâu. Tao nói mày nghe này, mày bỏ qua nó đi, mày nói nhiều đấy. Bây giờ mày có bênh nó à? Anh kia không phải bỏ qua đâu. Tao không bênh, tao. Bây giờ là nó giả tiền mình rồi. Tao đã trả tiền rồi. Bây giờ mình nhà có nó làm gì nữa? Tao đã biết lỗi của tao rồi, tao trả tiền rồi. Bớt cái độ đi. Này, bây giờ mày nhớ ơi, mày không cho mày nói, mày đi ra. Anh đi ở đâu ấy? Tao nói cho mày nghe này, mày đừng có dùng tiền để mua cho thằng Hiệp, để bảo nó về xóa video nhá. Mua chuột không có tiền đâu. Mua chuột đúng không, mua chuột. Mày trả tiền đi. Mày nghĩ sao đi? Anh mau trả tiền đi Hiệp. Mua chuột hay không? Mày đi ra ngoài, tao chưa muốn. Bây giờ mày xóa video nó đi. Không ngờ mày nghĩ gì nữa. Này, mày phải hỏi lại bạn mày đi xem mua chuột hay không. Mày đừng có mà dùng tiền để mày mua chuộc nó, tao thật mày câu đấy. Trước khi mày nói tao ấy, mày hỏi là bạn mày đi xem tao mua chuộc hay không. Thế sao mày ngu, mày đưa nó đưa cho mày tiền mày không lấy làm gì? Anh mau trả tiền nó tiền ngay. Rút ra trả luôn. Tiền mình rồi, bây giờ mình xoáy đi theo nó đi. Anh rút ra à? Mày biết bây giờ nó hại tao, nó hại Thư. Đây, đánh tao này, đánh cả thằng Điệp kia. Tiền này trả mình rồi gì nữa, mày tôi hỏi gì nữa? Sao mày ngu thế? Đây này, tiền đây này, tao nói thật đi. Gì đấy? Có cái gì đấy? Bùa. Anh ấy rồi. Gì đấy? Bùa. Gì đây? Gì bùa. Bùa đây này. Ui giời, nó muộn. Anh đây đây. Chị nữa. Mày đã lấy bùa này. Mày che mắt anh tao à? Đi ơi. Bố mày đéo sao để quay video á. Bố mày cái kia. Bố kìa. Bố mày đi tưởng mày. Mày đi ơi. Bố là. Bố mày kia. Bố mày này. Dám lấy bùa. Mày bỏ cái tay ra. Mày ra đây này. Mày xem nó. Mày bỏ đi ra. Đây này. Dám bỏ bùa tao á. Mày lấy bằng chứng cứ đó mà hỏi bùa. Mày để tao nói chuyện nó, mày không được nói chuyện tao. Thế tao hỏi mày, đây là cái gì đây? Này, đây là cái gì tao không biết. Mày hiểu không? Mày kẹp vào tiền. Còn làm sao mà trong có tiền này á, tao biết. Mày bỏ bùa trong tiền để mày mua chuột thằng Hiệp nhá. Xong là bây giờ mày lại bảo là không biết. Mày nghĩ là tao bị mù hả? Mày dùng tiền này, tao quay hết rồi này. Quay hết rồi. Hết rồi. Còn mày ấy rồi, mày mù quáng của vừa thôi. Bố mày mất công mới tin tưởng này. Tao tưởng mày á ăn năn hối cải rồi, bây giờ mày bỏ phụ tao à? Đừng có nói tao bỏ phụ, mày có chứng bằng chứng chứng cứ tối là tao bỏ phụ. Mày có anh cãi nữa. Mày đi ra ngoài nữa. Mày có biết cái gì, đi ngồi. Mày cũng ngạc đồng, hôm nay mày cho bùa đây gì? Tao không cho bùa. Mày sao? Mày im mồm mày. Này, tiền này tiền của mày thật đấy. Chứ đối với tao nó chỉ là cướp thôi, hiểu không? Cầm tiền của mày về. Mày ấy là sao tránh mặt tao ra. Nó hẹn mày ra đừng mờ. Này sao mày ấy, đợi tao đấy. Mày chưa? Mày á? Làm sao? Tao đừng mà nghe nó một cái gì nè. Làm sao? Đói đi anh ơi. Anh ơi. Anh mày định qua là tao gì? Này, tao gì? Này. Này, con mày quay cái gì? Có mày nữa. Tao sẽ quay đấy. Làm sao? Mày ơi, tao đi xeo luôn nhá. Chúng mày đợi đấy. Này, chúng mày thích quay thì cứ quay đi nhá. Bộ mặt của mày ấy, tao để cho mạng xã hội biết. Bao nhiêu người biết rồi. Được chưa? Cầm tiền của mày đi về. Này. Anh Hiệp này ấy. Anh ra làm gì? Ra chưa? Mua chuộc chưa? Nếu không ngờ luôn. Đeo đuổi mày như nào đấy? Không gọi anh em đi theo. Bây giờ mày nhìn thấy cái gì đấy chưa? Mày nhìn nó bùa chưa? Mày. Mày cái gì nữa? Em anh kia không ra thì làm sao? Cũng mày phát hiện kịp thời. Anh về anh xóa video à? Thế tỏ mày làm gì mà mày ra đây mày nói chuyện với nó dụ dẫm mày. Nó bảo bùa mày, bây giờ mày ngu chưa? Thì tao không biết nữa, cái lúc mà nó đưa tiền ra tao không biết một cái gì luôn. Đưa tiền cho mày, bây giờ mày ngu thì mày bảo mày có gì anh em ra, anh em đi cùng nhau. Thế chúng mày đi ra một mình, bây giờ nó bỏ bùa mày kìa. Nó kẹp bùa tiền kìa. Giờ đi đâu phải gọi nhau chứ anh. Giờ mày thấy hiệu quả mày chưa? Chó rách thật đấy, đều thật. Sao đừng đi ra một mình nữa chưa? Lần này là em anh Kiên biết nhá, còn lần sau thì sao? Tao đứng ở ngoài kìa, tao thấy chúng nó nói chuyện với mày ấy. Nó dụ dỗ mày thôi. Mày cứ tin chúng nó làm sao mà chúng nó ăn nói cãi được. Cái mặt chúng nó ấy, cho ra tòa. Đừng bao giờ nghe chúng nó. Ủa đấy là sự tao không biết cái gì rồi. Luôn đấy. Thôi, chắc là Hiệp nó không biết cái gì đâu, chắc là nó chắc bỏ bùa. Bị bỏ bùa rồi anh. Thế bây giờ mày tỉnh chưa? Anh tỉnh chưa? Đâu. Bây giờ chắc tỉnh rồi, vừa nãy là cho nó cầm bùa kia kìa. Đây này, bùa đây này. Đây này, khốn liệu bùa này, để bùa này nhà thì làm sao mà tỉnh được. Chó đây tỉnh chưa? Vứt đi cho tỉnh. Quá đẻo. May mà xin lỗi thôi, may mà biết kịp thời đấy. Không có gì phải xin lỗi.
Cái thứ nhất này, mày cũng chỉ là bị bùa thôi. Thôi đi về đi. Xin lỗi gì bây giờ chuyện nó thế rồi. Đưa ra tòa này. Đi về đi, sao đừng đi theo mình. Đừng sao đi theo mình. Không bao giờ chó này. Đi về. Anh em đi về thôi. Lấy xe đi, lấy xe đi.